Hello, chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với channel của mình, channel của Tạc Chính Mi. Và hiện tại thì mình thật lẫn đầu họng quá đi. Rồi, ok, clip tiếp theo thì lâu rồi mình không có rèn đồ. Hôm nay mình sẽ xem thử nguyên liệu của mình dạo này thế nào rồi. Và mình coi thử nên rèn cho ai. Mình rèn cho ít đồ, coi cho người ta có đồ để mặc. Dạo này đồ của anh em mình nó cũ kỹ quá rồi. Thôi còn cái này thì mình mời qua không ai vô, mình bực bội quá cho nên thôi dẹp luôn đi, khi nào có người mình đi cũng có thôi, cho mình đang sầu đời quá. Như thường lệ thì chúc anh em một ngày vui vẻ. Xem clip của mình thì đừng quên những thao tác ủng hộ cho mình, like video, đăng ký kênh, subscribe và đừng quên lưu quảng cáo, đó là vấn đề rất là quan trọng, rất là quan trọng luôn. Và quảng cáo không có là mình sẽ sang clip này, like, subscribe và quảng cáo nằm đây cũng như là nằm ở chỗ này đó. Anh em kích vào nha, mỗi bạn cho mình tầm 3-4 click hay là 4-5 click là ok rồi. Mỗi bạn nha. Mình xin nhấn mạnh là mỗi bạn. Rồi ok. Rồi cảm ơn các bạn. Rồi click cho mình là có giúp ủng hộ cho mình và tinh thần và động lực cũng như là những gói mì hảo hảo thơm ngon đi. Rồi. Giờ mình cùng anh em quan sát lại những cái đồ rèn của đồng đội của mình đã. Ồ, nhân vật chính này còn cái BB chưa nhấp nháy nè. Cái này là 100 hả? Lên chấp nháy là phải 125 lận, tức là 100 lên 105, 110, 115, 120, 125, phải 5 cấp. Ui vai cái linh hồn. Như vậy là nó tốn hoạt động lắm anh em ơi. Thôi bỏ qua, cứ từ từ mình tính cái đó. Tiếp theo là Jim Bell thì khỏi nói rồi, nhấp nháy hết rồi. Lao thì nó cũng cam hết rồi nè. Cái này là 110, sẽ ra là 115, 120, 125, 3 cấp. Cái này thì 90 thôi. Rồi ok, nói chung là cũng cam hết rồi. Bà rút còn hai này chưa cam, Mirela cũng còn hai này chưa cam. Rồi hôm nay mình sẽ cho bà rút và Mirela của mình lên hai cái này, nó và BB lên cam hết luôn. Ok rồi, mình nói về cái tác dụng luôn. Bạn nào cho bạn những bạn nào chưa biết thì cái nón các bạn cài cái nón thì bạn sẽ nhận được ma phòng sinh mệnh, thì chắc chắn là phải có rồi. Tất cả mọi thứ đây là nón, BB, áo sinh mệnh, dây chuyền, vũ khí nè. Nhận mà khi tất cả đều có sinh mệnh, nhưng mà cái điểm đặc biệt của mỗi cái món thì nó sẽ mình chỉ nói cái điểm đặc biệt thôi nha. Còn những cái sinh mệnh thì cái nào cũng có, mình không nói rồi. Cái nón á, thì các bạn sẽ cộng được ma phòng, tức là những cái đứa mà ma công á, giống như thuộc ví dụ như con Robin hay là con Nami lao đánh các bạn thì sẽ giảm được sát thương đó. Đó là về ma phòng thì sẽ giảm được sát thương của ma công. Còn cái BB thì sẽ là tuyệt chiêu phòng thì tương tự nó sẽ giảm sát thương được của tuyệt chiêu. Ví dụ như là người ta đánh các bạn rau trắng đánh nè, rồi Doflamingo đánh nè, Rayler nè, Luffy nè, đó những thằng tuyệt chiêu đánh thì các bạn cần tuyệt chiêu phòng. Còn cái này là vật phòng, áo thì sẽ là vật phòng thì dành cho những thằng vật công, ví dụ như là Jim Bell, Usopp hoặc là ai vật công người ta nhân vật chính cũng là vật công nè, hay hoặc là những cái chiêu đánh thường á, những chiêu đánh thường của người ta thường đa số là vật công ấy. Còn cái dây chuyền thì là sinh mệnh rồi, cái này thì mình không cần nói đúng không? Này là sinh mệnh, chủ yếu là sinh mệnh. Còn cái vũ khí này là tăng vật công, nhận là tuyệt chiêu và ma khí là ma công. Ở đây thì là không cần nói rồi. Đó, bây giờ mình rèn hai cái món này cho nó lên nha. Ok, sinh lực chiến mình bây giờ là 221, 5329, mình sẽ lưu lại 221, 5329. Rồi đúng rồi đó. Bây giờ mình sẽ vào Alibu để mình đánh con này cái đã. Đánh con này phát cho nó may mắn là mình rèn đồ lên. Chua chua. Ok. Rồi, những phát khe, phát khe, khe. Rồi ok. Đây cái đồ 85 là cái đồ này nè. Đó. Mình rèn nón và BB cho nên mình sẽ đai đây. Nón mình có tới 3 cái. Chỉ có 9 cái pha lê thôi à. Hay là mình chỉ cần tiêu 9 pha lê, 21 cái hải ma thạch, 21 trân châu và 60 quặng đồng. Ui giời ơi, mình cứ tưởng là nó mắc lắm mà gì hả? Có 9 cái nhìn hết hồn. Rồi, thế thì dễ dàng thôi mà, có gì đâu. Tháo ra thôi, cho nó cam hết luôn các bạn. Mình là không chơi với cái đồ tím này. Rồi, túi đầy rồi, ok. Ngon đấy. Dừng chơi mà tại sao túi đầy là sao? Mấy cái này của mình cũng có khá nhiều nè. Ủa? Sao là có một mảnh các bạn, nhớ mình có nhiều lắm mà. What the hell, 30 cái giáp này đi chứ để làm gì. 4 cái vừa đủ cho 4 cái của tướng của mình luôn.
À, ok, mình không cần biết cái nào của ai của ai. Chết cha rồi, phải coi của ai để mình mang vào lại chứ. Sorry. Oh, cái nào cũng 70% hết. Nhưng mà quan trọng là cái tường quá kìa. Ok. Cái này là cái mình tháo ở đầu tiên hả? Chắc là của Mirella đúng không? Từ dẹp luôn đi, không cần. Không quan trọng các bạn. Ngọc thì nó vẫn y chang nhau thôi, không có gì khác. Rồi, cái này là cái vậy là cái này là của Brook nè. 151, 135, 148, cái này là của Mirella. Rồi, mình sẽ làm cho Mirella Brook trước nha. Rồi, cái nón này của Brook nè. Rồi, rèn lên 125 thì nó sẽ được hình dạng từ cái mũ long hồn sẽ lên là mũ đêm. Mũ đi đêm hả? Chua. Ai là anh một em và nó sẽ rớt rất là nhiều cộng luôn. Từ 151 mà nó rớt xuống 125 là thêm điều nào. Rất ghê ấy. 151 rớt xuống 141 là 10 cộng, 131 là 20 cộng. What? Rớt quá là nhiều luôn. Khủng khiếp. Tiếp theo là cái BB. Cái BB nó cũng rớt khá là nhiều đây. Đó là rất là cay cú luôn các bạn ơi, nó rất nhiều quá. Và sau khi các bạn rèn xong cái này các bạn cường quá liền nha. Không là ít bữa rèn làm kia là nó sẽ tốn rất là nhiều berry để các bạn cường quá. Rồi ok, bà rút đâu. Đấy, có đồ cam liền các bạn thấy chưa. Giờ mình cường quá cái đã. Bây giờ hiện tại lượt chiến mình là 217. Giờ mình chưa lắp cho mình là. Rồi giờ mình cường quá cho bà rút đó. Rớt xuống còn 125 mà thảm thiệt đó. Mình sẽ cường quá lên 130 đi. Cái BB còn 113. Berry thì này tiêu tốn cũng không bao nhiêu đó các bạn. Một lần là khoảng 130 vạn nếu mà cường hóa cái này. Rồi, này cường hóa này là gần 200 vạn. Mình nói ít với mình thôi chứ đối các bạn chắc là nghe cái tên thấy hơi sợ sợ đối với những bạn mà nít thiếu thốn berry. Rồi quay lại mình rèn tiếp nha. Bất chấp đi các bạn ơi. Bất chấp đi, đừng quan tâm cái berry. Đèn cho đồng đội chúng ta mạnh hơn mà, đúng không? Đấy, mình rớt phải đái luôn á, mình công sức mình cường quá. Rồi xong. Rồi giờ lắp lại rồi là ok. Lực chiến của mình lên 219 hả? 221 vẫn y chang và 7244. Tức là lên được khoảng 2k lực chiến. Chưa cường quá đầy đủ lại giống nãy. Nhưng mà nói chung như vậy cũng được khoảng vài ca lực chiến là cũng vui rồi. Sau đời rồi chứ. Các quỷ mình vẫn còn chưa đủ nè. Đây là hiệu quả trả lại hả? Tức là các màu xanh lớn đó. Đồ rút là mát chưa? Mát rồi các bạn. Ok. Con rau trắng này thì cũng mát rồi. Nhưng cái này giờ cũng chả. Cái này tăng được nè. Mình quất cái này cái là lên 1.4 nè. Là lên được SS cộng nè. Vật phòng SS cộng nha các bạn. Đây mình làm phát nè. Đây. Chú tinh trốn anh nè. Lan đó các bạn. SS cộng. Trời ơi, hai dòng SS cộng thơm ngon. Cái này là còn lâu, cái này còn lâu mới lên được. Được chưa? Dễ quá. Nhìn vậy thôi chứ khó lên 3S lắm. Khó lắm, khó sời lắm. Cứ tầm bạo 15 lần. Thôi, dẹp đi, từ từ mình làm. Rồi sau khi rèn đồ xong thì mình có cảm giác rất là sảng khoái và mình sẽ đi phốc bạo một trận. Bây giờ chắc là sẽ trâu hơn rồi đó. Trong cái mấy phép bạn này thì nó đủ thể loại các bạn ơi. Vật công cũng có, ma công cũng có, mà tuyệt chiêu cũng có. Cho nên chúng ta phải rèn đồ như thế thì mới đi được phó bản. Rồi ok. Giết hết tụi nó đi. Pha chích Sike đầu tiên của mình đã trúng đích. Nhưng mà chỉ chích được một người thôi. Rồi ok, rất trâu. Đây là cái móc thứ 5 nha các bạn. Móc thứ 5 cho nên nó trâu lắm. Mục tiêu không thể dùng kỹ năng nổ, đó là skill của ông mập. Ghê quá. Mê hoặc luôn à. Con nhỏ đó chiêu mê hoặc, mình phải cẩn thận với con nhỏ thôi. Rồi ok, một giọt à. Mình đâu có khiên gì đâu. Cái ông đó chứng tỏ ông rất là yếu sinh lý. Trời, bắn với beo mình hoài vậy. Rồi, dính nữa.
cái ông kiếm xe ông yếu sinh lý các bạn ơi, ông đánh chém mình có một giọt à, mặc dù mình đâu có khiên phòng thủ gì đâu, các bạn có thể thấy trời mê hoặc kìa, mình không tin được luôn. Đây, các bạn coi lần này ông chém mình nhiều giọt nha, ông chém một giọt rồi thôi dẹp đi, vợ con ông coi như là bỏ rồi đó. Ủa, bây giờ ông chém gì kia, phải chém 100 mấy luôn vậy, hôm nay thấy có một giọt mà ông đã tăng sinh lý rồi, ông đã uống thuốc rồi. Trời ơi, như bậc trên nó cắt mình kìa. Không thế. Ủa mình đổi lại đồ chưa ta? Đổi rồi mà. Tưởng chưa đổi đồ. Nhưng mà những con chính chém vẫn thốn thế nhỉ. Rồi vài mấy cái chiêu làm màu này, mình sẽ tăng tốc luôn đi cho nhanh. Wow, sóng thần. Sóng thần là có thật. The Tsukumi. The Tsukumi không? Mày thích The Tsukumi không? Đập nó. Ôi vài, không thể dùng kỹ năng nọ rồi. Cái này hơi căng, hơi căng. Hơi căng đấy anh em. Nhưng mà mình sẽ cố gắng. Trời ơi con bo. Bà bo của tôi trắng cay. Mình nghĩ là chắc là đánh được một cái trước khi chết. Và mình mong nó sẽ hóa đá được ai đó. Hóa đá được ai đó. Yeah, được một em. Có khi một giọt à. Ngon, ngon. Trời ơi, cảm giác thê loài đã trở về. Ông kia ông bao ra, ông bao trước con bo của mình là ông bao được một giọt thôi. Sông thần chỉ là quý bắp thôi. Bắp đi em. Ôi trời ơi, mệt sạch thế, mệt sạch thế. Con bo mình lại được đi trước cái thằng kia rồi. Biết đâu lại có khiên một giọt nữa sao anh em. Xong tiêu luôn rồi. Hết khiên rồi. Vào lâu ra được lần may rồi, là ok rồi. Rồi có nọ rồi. Còn quách cái dây. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình đâm nó không xin nhê à. Mình không tin được là gì mèo mình đấm mà không xin nhê. À ghê quá, mấy đứa này nó mới uống thuốc cau bò rồi sao á. Cau bò hả mày? Mày thích cau bò không? Nó thiệt là rất là cau bò luôn. Với cái lượng máu nãy mình đấm là gần chết cắn cây. Mà mình đấm được nửa kèn của nó rồi. Dì mèo của mình dòng này tệ vãi luôn nha. Vũ khí rồi cái kiểu đầy đủ mà. Chơi bời gì đây? Wow. Chỉ có hổ đen mới chạy được thôi các bạn ơi. Đúng là câu bò có hổ đen mới chạy được thôi. Câu bò là người cá không có chạy được đâu. Cái này thì câu bò này. Rồi thanh niên kia tự nhiên đồng đội rồi. Sorry em nha. Rồi dì bèo mình đắm. Trời ơi không chết luôn á. Nó muốn không chết luôn á. Mình thấy nó muốn không chết luôn á. Lì vãi luôn. Trời ơi căng vãi. Tụi này gắt quá, đánh mệt quá. Mình đánh mệt luôn á. Rồi ok thôi. Được rồi, mình cảm giác nó hơi feeling và nói thiệt với anh em là mình khá là mệt mỏi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Đó, like video, subscribe, đăng ký kênh cũng như là click quảng cáo ủng hộ mình nhiệt tình nha. Rồi, subscribe, quảng cáo. Quảng cáo này ngon nè anh em. Những cái quảng cáo mà các bạn thấy tên nước ngoài là quảng cáo ngon đấy. Ví dụ như AC Maker gì đây nè. Đó, mấy quảng cáo này anh em kích nhiệt tình cho mình nha. Tại vì CPC nó rất là cao, các bạn kích vào đây. Hãy kích vào đây, mình cứ kích phát cho vui. Rồi các bạn kích vào, sau đó các bạn đợi nha, đợi danh trang nó load ra đã. Chứ các bạn đừng có tắt đó, nó load ra như thế này rồi bạn tắt đi. Đơn giản. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều.